Wow, em Hằng xin chào đại gia đình nhé. Cũng lâu lắm rồi. Hôm nay em Hằng lại quay test một bộ tủ đài mới về cho anh em. Vâng, một bộ tủ đài như thế này, nó rất là đẹp. Vâng, em cho cả nhà xem được cái chi tiết của bạn nó nhé. Vâng, đây ạ, một con Hitachi DBK96. Vâng, nó rất là hài hòa và nó rất là hay. Em giờ này thì mấy ngày hôm nay thì em cũng rất là bận. Và hôm nay thì em quay test một bộ như thế này cho anh em để chiêm ngưỡng và được tham khảo. Vâng, thì có thể alo cho em Hằng. Vâng, vẫn địa chỉ quen thuộc nhé. Âm thanh Khánh Hằng cơ sở 1. Vâng ạ. Và địa chỉ thì cả nhà cứ thể chụp cho em cái logo của bên âm thanh Khánh Hằng và liên hệ cho em bên Zalo nhá, để em tiện thông báo cái model này và gửi ảnh này và thông số cho anh em cần. Vâng, giờ thì em cái bộ như thế này thì nó có chiều dài nhá, là 1m6 này. Vâng, một bộ này nó có chiều dài 1m6 này và chiều cao là 68, chiều sâu là 42. Anh em mà tiện cây được những cái chỗ để thì alo cho em Hằng. Vâng, thực tế là những cái bộ như thế này thì nó rất là hiếm này, mà tiếng của nó thì rất là hay. Anh em chỉ có cần mà những cái thêm được một cái vang này, một đôi mic này và một cái đầu giải mã nó từ trên mạng xuống thì có thể anh em cũng hát được karaoke gia đình. Vâng, ngoài nghe nhạc đĩa than này, vâng, thì có thể chạy ao ích tất cả các dòng. Cả nhà có thể liên hệ cho em nhé. Giờ thì em sẽ là quay, đây là đang chạy đĩa than. Vâng, cái này thì nó rất là hài hòa, nó có hai cửa. Vâng ạ, đây một cửa mở ra là cái âm ly. Vâng, âm ly của nó thì nó rất là đẹp, phải nói là đẹp. Vâng, tép bác của nó rõ ràng luôn đó. Và hai cái này là hai vế. Vâng, bây giờ em cho lên này đấy, hai vế luôn. Vâng, câu kinh giao lưu ngày tháng có những chiều thải hải phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm dài, nghe hơi thở chạy lòng khơi niềm, môi gian mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ cuộc tình đó. Bước xa trời mây, em đi rồi thành phố hôm nay, mưa răng đầy lạnh buốt đêm ngày, em đi rồi vì niềm yêu còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chân. Em ơi,
còn nhớ sao em. Tôi thương em, thương nhớ em. Người có ngày chân bơ vơ tôi bước đi. Trong chiều này em, sao em quên, quên lời hứa. Sao em quên, sao em quên, em đã quên rồi. Em, thôi em cứ đi đi. Em, tôi xin em chờ quay về. Thưởng thức một bộ đài đĩa than qua Chế Linh và Giọt Lệ Sầu. Cả nhà nhớ liên hệ cho em, vâng, để tìm được những cái chỗ mà kê này hoặc là những cái bộ mình ưa thích nhé. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà một ngày mới được vui vẻ, bình an bên gia đình bé nhỏ của mình. Vâng, cảm ơn cả nhà ạ.